Ok, hello anh em, chào các bạn quay trở lại với kênh của Rỗi 2P nha. Và đây là năm đạo mà mình đang sử dụng trong kỳ KVK lần này. Thứ nhất là Nebuji Songji, thứ hai là Boudica P kết hợp với Artemisia, thứ ba SCPO Mehmet, thứ tư Quan Vũ Alex và cuối cùng là Hạng Vũ Doan. Và sau 3 ngày đánh đèo 4 liên tục cũng mang về cho mình được hàng trăm triệu điểm tiêu diệt rồi, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ làm một video để có thể đánh giá được cho các bạn một cách tổng quan về sức mạnh của năm cặp tướng kể trên đó, để các bạn có thể đưa ra được cái lựa chọn phù hợp nhất với lối chơi của các bạn. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Và các bạn cũng lưu ý trước khi xem video đó là đánh giá này nó chỉ mang ý kiến cá nhân của mình thôi nha các bạn. Có thể mình đúng, có thể mình sai. Có thể đối với các bạn thì cái đạo quân nó rất là mạnh, nhưng mà đối với mình thì mình cảm giác nó hơi yếu. Đó, anh em xác nhận cái tư tưởng đó trong đầu nhá. Đạo đầu tiên theo mình đánh giá có vẻ như là yếu nhất trong năm đạo mình vừa đánh lại chính là đạo Nebu và Di Song Di. Đó, đạo này thì thực tế nó là một đạo đánh open field, đáng ra nó phải rất là mạnh. Đáng ra nó phải là một cái đạo đánh 5 mục tiêu cực kỳ mạnh, bắn cực kỳ cháy, cực kỳ thốn. Và các bạn cũng thấy là trong KVK này mình cũng dồn đồ cho Nebu rất là nhiều. Đó, full một set cam và cũng có một cái cung có talent, có biểu trưng luôn. Đó, xét về một khía cạnh nào đó thì mình nghĩ là con Nebu của mình nó không phải là quá yếu. Tuy nhiên thì khi đánh đầu mình cảm giác cái cặp đôi này nó gây sát thương không thật sự nhiều. Cũng rất là khó để mình có thể giải thích cho anh em được tại sao. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ một phần lý do tới từ việc con Di Song Di nó là một con tướng thế hệ cũ. Thông thường thì các bạn dùng Di Song Di ấy, các bạn sẽ chỉ quan tâm đến cái việc đó là vị tướng này có khả năng bắn lan 5 mục tiêu theo hình vòng tròn. Nhưng mà các bạn đã quên mất rằng thực ra Di Song Di ấy nó không cung cấp bất cứ một cái chỉ số nào cho đơn vị cung thủ cả. Các bạn chỉ có một cái tỷ lệ nhỏ 10% ở đây là sẽ được tăng tấn công cung thủ thêm 100% trong 3 giây. Đấy, tuy nhiên tỷ lệ nó là rất là thấp. Đó, ở đây thì các bạn có tăng sát thương kỹ năng nhưng mà cũng không tăng sát thương cho cung. Tuy rằng ấy, cái búp bảo tàng nó có giúp cho Di Song Di cộng thêm phòng thủ cung thủ 10% nữa, nhưng mà nó vẫn là quá ít và cái thiệt hại kỹ năng ở đây thêm 3%. Thì khi mà các bạn đánh Nebu Di Song Di ấy, mình nói thật với anh em luôn, nếu mà các bạn được bắn chùa thì nó rất là mạnh. Đó, nó rất là mạnh các bạn, bắn chùa mà kiểu các bạn cứ dí đối phương, các bạn bắn liên tục ấy, thì cái đam nó ra không hề tệ một chút nào, tại vì các bạn bắn lan chúng tới 5 mục tiêu. Nhưng mà chỉ cần các bạn bị target này, bị swarm này là auto không thể nào lời được các bạn. Đây là KVK vừa rồi ấy, sau khi một vài turn mình đánh Nebu mình cảm giác hơi lỗ, là mình thấy Nebu Di Song Di của đối phương ấy là mình cứ swarm luôn, thế là auto có lời anh em. Nên là cái cặp Nebu Di rất tiếc nó từng là một cặp mình đánh giá rất là mạnh, nhưng hiện tại có lẽ mình chỉ xếp nó mạnh top 5 trong số 5 cái đạo quân mà mình đang sử dụng thôi. Đến với đạo quân tiếp theo, chúng ta tiếp tục có một đạo cung nữa, đó là Boudica và Artemisia. Đó, thì Boudica Artemisia mình nghĩ là nó chỉ mạnh hơn Nebu Di một chút thôi. Thậm chí là mình nghĩ là hai con này chắc tranh nhau top 5 thì cũng không lệch đâu. Mình cũng không có gọi là đánh giá cao cả hai cặp cung này trong cái đội hình của mình. Thì nói về tướng ấy thì Artemisia ở đây do mình chưa mắc nên có thể là nếu mà mắc thì nó sẽ mạnh hơn. Hiện tại thì có lẽ mình sẽ cố gắng kiếm cái MGE để mắc con Artemisia này để đánh lại xem thế nào. Nhưng mà thật sự thì Boudica và Artemisia trong đội hình của mình cảm giác nó không thật sự là quá mạnh nếu mà so với hai cặp bộ và một cặp kỵ còn lại. Boudica ở đây thì do mình dùng là full set tím. Thực ra thì có nhiều bạn sẽ bảo là nếu mà xài full set cam nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà chắc chắn là những người mà có full set cam thì cái lực của các bạn đã mạnh hơn so với người chơi bình thường rất là nhiều. Còn đa số chúng ta thì chỉ xài đó là tím hoặc là tím pha cam thôi. Nó thì mình cảm giác là Boudica và Artemisia ấy, nếu mà con Artemisia này nó kích cái chiêu 4 mà đồng thời con Boudica nó cũng hóa giải được cái chiêu cầm lặng đấy luôn thì bắn rất là thốn anh em, bắn thốn hơn Nebu Di. Đặc biệt đó là con Artemisia ấy, nó bắn lan rất là thốn luôn. Đó, nhưng mà cái tỷ lệ này thì nó cũng là hên xui thôi anh em, khi mà ở đây chúng ta chỉ có đó là 80% là xác suất phá giải hiệu ứng thôi. Đó, và anh em cũng lưu ý là đây là chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nhá. Đến với đạo tiếp theo thì mình có cái đạo mình nghĩ là sẽ mạnh thứ 3 trong đội hình này, đó chính là đạo Hạng Vũ kết hợp với Doan P nhé. Đó, đạo Hạng Vũ Doan P thì mình nghĩ đây cũng chỉ mạnh thứ 3 thôi, nó không quá mạnh các bạn. Nếu mà đây là Nepki Doan P thì mình có thể cho nó lên vị trí đứng nhất luôn. Ở KVK này mình gặp rất là nhiều Nepki Doan P và mình có khẳng định luôn là Nepki Doan P có lẽ là cặp đôi hợp nhất đối với Doan P ở thời điểm hiện tại. Và con Nepki thật sự rất mạnh các bạn, nó không chỉ mạnh nó còn trâu nữa. Hạng Vũ Doan P thì có một cái ưu điểm mình nghĩ rất là lớn, đó là con Hạng Vũ các bạn có thể ra chiêu rất là nhanh. Đấy, trong quá trình mình truy đuổi chỉ cần vài phát đánh thường thôi, thời gian ra chiêu rất là nhanh là mình đã có thể ra chiêu rồi. Đó, tuy nhiên thì cặp này nó lại quá mỏng và khi mà con Hạng Vũ ra chiêu thì nó lại bị giảm tốc độ chạy nữa. Thành ra là khi mà mình ra chiêu được khoảng 2 phát
là y như rằng là con hạng vũ của mình nó không đuổi kịp đối phương nữa, kể cả khi đối phương là bộ nhé. Và các bạn cũng lưu ý luôn, đó là chỉ có khi con hạng vũ ấy nó ra skill thì nó mới bị giảm tốc độ chạy thôi, chứ còn con doan p ra thì nó không bị giảm đấy anh em. Đây, cái hiệu ứng này, hạng vũ sử dụng kỹ năng chủ động thì đội quân sẽ nhận sát thương kỵ binh nhưng mà sẽ giảm tốc độ chạy đi 10% trong 10 giây. Đó, và cái chiêu này nó không có cooldown nên là cái tốc độ ra chiêu của hạng vũ càng nhanh ấy thì con hạng vũ chạy càng chậm. Nó trên open field thì mình thấy là nó bắn chùa ấy nó cũng không quá là mạnh so với Nepki Doan P. Mình công nhận các bạn luôn là Nepki Doan P ấy nó bắn chùa nhất, chỉ mình con Doan P thôi. Mình cảm giác nó bắn ấy đã mạnh hơn là cả hạng vũ cả Doan P bắn rồi. Anh em nào mà chuyên kỵ thì anh em có thể so sánh trực tiếp dưới phần bình luận giúp mình nhá. Còn mình đây là chỉ là cảm giác của mình thôi anh em ạ. Đạo thứ hai ở trong số 5 đạo của mình mà mình nghĩ là nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và mình cũng rất thích cặp đôi này, mình cũng luôn khuyến khích anh em đó là sử dụng cặp đôi, đó chính là SCPO kết hợp với lại Mehmet nha mọi người. Đó, con Mehmet hiện tại rất là mạnh nhá, các bạn sẽ được cộng tấn công 20% này, sát thương kỹ năng 20%, các bạn có bút bảo tàng ấy là được thêm 20% máu và 5% sát thương kỹ năng nữa, các bạn mang được nhiều lính hơn nhờ chiêu 4. Và thật sự ấy là SCPOP kết hợp với Mehmet bắn rất thốn các bạn, mang nhiều lính các bạn bắn cũng mạnh hơn. Và cái chiêu 1 của con SCPO ấy, nó sát thương 3 mục tiêu, nó giảm máu của 3 mục tiêu đó đi 30%. Đó, tiếp tục giúp con Mehmet bắn mạnh hơn. Đây là một cặp đôi mình nghĩ rất mạnh nha, và cảm giác cực kỳ trâu. Đó, các bạn mà xem mình lên đánh livestream ấy, các bạn sẽ thấy là con SCPO của mình gần như là rất ít khi bị target, mặc kể cả khi bị target ấy, thì máu nó xuống ấy cũng rất là chậm so với lại ba cái cặp mà mình vừa liệt kê là hạng vũ này, Boudica cũng là Debu. Đó, nên là nếu mà anh em mà hiện tại mới lên chinh phạt nhá, mình khuyên anh em đó là hãy lên SCPO P kết hợp với lại con Mehmet cực kỳ ngon luôn anh em, không có điểm gì ở chê ở cặp này hết. Có chê ở chút là Mehmet thì nhiều khi các bạn lên chiêu nó hơi khó thôi. Và cái cặp mạnh nhất trong đội hình của mình đợt này, và thật sự là mình cũng bất ngờ luôn khi mà mình đọc chiến báo, thì ở Quan Vũ Alex của mình lại là cái cặp tướng mà gây sát thương tốt nhất và mình cảm giác là nó lấn lướt nhất. Đó, khả năng di chuyển nhảy ra nhảy vào thành phố của Quan Vũ ấy thực hiện rất là tốt ở trên open field. Các bạn nhảy vào mỏ này, nhảy vào thành phố, các bạn tăng tốc độ di chuyển. Ngoài ra thì Quan Vũ kết hợp với Alex ấy, khả năng gây sát thương rất là cao, bởi vì con Quan Vũ này ấy, khi mà các bạn chém trúng nhiều mục tiêu thì các bạn sẽ có 50% cơ hội gây sát thương. Sát thương là 1.400, đó 1.400 các bạn kết hợp với cái chiêu này ở sát thương 2.000 nữa là 3.400, cực kỳ cao. Đó, nên thành ra Quan Vũ với Alex KVK này của mình thấy chiến báo của nó rất là lời, và đây có thể nói là đạo quân mạnh nhất trong số 5 đạo quân của mình. Đương nhiên thì có lẽ các bạn, đó cũng đến một phần từ việc mình dồn nhiều đồ cho Quan Vũ hơn và mình cũng dồn nhiều skill thành lũy cho Quan Vũ hơn, thành ra là con Quan Vũ Alex của mình nó mạnh hơn. Và tiện bàn đến vụ đồ đạc ấy thì mình nghĩ là một yếu tố hiện tại cũng cực kỳ quan trọng mà nhiều anh em hay hỏi mình, đó là nên tập trung vào tướng hay vào đồ. Thì có lẽ thông qua kỳ KVK này mình cũng có cái nhìn khác hơn về đồ cam nha các bạn. Rõ ràng là con Quan Vũ Alex ấy nó không còn phải là một cặp tướng quá là mới, quá là mạnh nữa, nhưng mà với cái set đồ mà chúng ta dồn đồ cam vào, chúng ta dồn biểu trưng vào thì mình cảm giác nó vẫn làm rất là tốt. Nên là mình cũng đang có dự định đó là thêm một số món đồ cam cho những cái con ở dưới, ví dụ như là hạng vũ, Boudica hay SCPO gì đó, để mình có thể gọi là trông chờ vào một cái chiến báo nó đẹp hơn. Ngoài ra thì KVK lần này mình cũng cần phải vinh danh đến con cưng của mình, đó là Haran Sigurdsson kết hợp với CM. Đó, về cách sử dụng cặp tướng này thì mình cũng đã có làm một video rồi, anh em có thể xem video đó để tìm hiểu về cách chơi Haran CM làm sao cho mạnh nhất. Rõ ràng nếu mà trong tình huống như KVK vừa rồi của mình, đó là bên địch tràn sang bên mình để tấn công ấy, thì mình có thể khẳng định luôn Haran CM is the best anh em nhé. Ok, và vừa rồi là cái đánh giá cá nhân của mình về sức mạnh 5 đạo tướng của Rock AIP thôi nha các bạn, chứ không phải là của tất cả người chơi. Đối với những người chơi, các bạn sẽ có cái trang bị rồi cái skill thành lũy khác nhau, thì có thể sức mạnh đội quân của các bạn nó sẽ khác nhau. Nhưng mà đối với mình thì vừa rồi đó là cái sức mạnh 5 đạo tướng của mình. Mình nghĩ là Quan Vũ Alex của mình hiện tại đang là đạo mạnh nhất, sau đó đến SCPO Mehmet, hạng vũ Doan P, cuối cùng là Boudica và Artemisia, và ở hạng cuối là Nebuji. Thực ra mình cũng khá là tiếc cho Nebuji khi mà cặp đôi này đáng ra nó phải ở một cái vị trí cao hơn, nhưng mình cảm giác ở KVK này nó không được như mình mong đợi các bạn. Và anh em có nhận xét như thế nào về sức mạnh 5 đạo tướng mà mình vừa liệt kê? Liệu anh em có điều chỉnh gì không? Mình cũng rất là mong những anh em có kinh nghiệm đánh open field có thể bình luận, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.